Chào mọi người nha. Xã Hằng ở đây. Đầu tiên là xã cái con G40 40cc nha mọi người. Này thì máy sóng, em cho mọi người biết máy sóng cái. Máy sóng. Cái mồi sen nổ, thấy mồi sen nổ thôi. Còn nó bị mất cái công tắc mọi người. Nó bị mất cái công tắc. Với lại bình nắp xăng, mất công tắc với nắp xăng nha. Mất công tắc với nắp xăng thôi. Cái lam của nó xích thì nó hơi cùng. Cái lam của nó là lam chuột. Thì đó G40 làm nó là làm chuột nha, làm nó dài chắc khoảng 20 40 55 58 gì mọi người, làm nó dài lắm, làm sai 55 hay 58 gì. Thì này xả rẻ 1,4 triệu nha mọi người, xả rẻ nha, xả rẻ mà thành xả lỗ luôn. Tại nhập về mà chúng mấy con mà nó thiếu đồ này thì hơi bị toan. Với lại một là vỏ xấu, hai là thiếu đồ ấy, thì về bán nó sẽ bị lỗ ngay. Còn còn khá là mới đấy. Mọi người về thì công tắc thì mọi người dễ, công tắc nào cũng được mà, miễn sao nó gắn lên đấy là được. Với nắp xăng này, mấy dòng G này thì nó có đầy. Rồi xả cái con này 1,4 triệu nha, về mọi người làm gì làm, máy nó cũng vẫn thấy nó cũng còn ngoại hình nó còn ok đấy chứ không phải là xấu gì, lắp máy cũng còn khá đẹp. Rồi trong video này em xả cái con Estin MS170C, con này thì em thấy cũng có lửa mà tại bô chưa có mở bô xem nòng, chưa có mở bô xem nòng thì nó có cái mấy cái đây, nó có nứt đây một tí, nứt chỗ này một tí đó. Rồi cái bô nó bị cắn vô đen tí, rồi nó mất cái tay ở trên đây, thấy khó xích vẫn còn nha, nhưng mà nó mất cái tay chính ở trên đó. Nó còn làm xích luôn này, hai ốc lam luôn ha, trợ lực nha, cái này thì trợ lực. Ô giật trợ lực nó cũng khá là nhẹ. Ôi, à, cục lửa nó lửa thì em thấy nó cũng còn mà chưa biết nó sẽ chế. Đó, chế nó. Hàng zin nhà bên trong đâu có làm gì đâu, đâu có vệ sinh đâu. Xả cái con này luôn nha. Nó cắn đây tí. Đó. Xả cái con này một triệu 1,4 triệu luôn nha, xả 1,4 triệu luôn. Thời gian xả 1,4 triệu luôn nha, về mọi người kiểm tra em thì thấy có lửa đấy mà chưa có mở bô chim nồng rồi bán đại vậy thôi. Này 1,4 triệu, này 1,4 triệu, này 40cc, con này tầm ba mấy cc, nòng nó tầm 37 ly, con này nòng 37 ly. Rồi ở tiền Đức nha, chứ không phải của tập cầm mình đâu. Rồi mỗi con 1,4 triệu nha, mua thì chốt nhanh ha, chào mọi người nha.